chào mừng quý khách đến với video trích đoạn đọc đoạn văn bông hồng cài áo của thầy Thích Nhất Hạnh. Hôm nay hơn sau 5 ngày tỉnh bang Ontario ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 để bảo vệ cho người dân và công việc chống virus Vũ Hán được thành công, chính phủ Canada khuyên mọi người nên ở bên trong nhà. Đây cũng là dịp cho mọi người trong gia đình sum họp đoàn tụ bên nhau, ăn cùng mâm, coi cùng phim, cùng hát karaoke với nhau. Những chuyện nghĩ thật dễ dàng nhưng suốt bấy nhiêu năm qua không thực hiện được. Đây cũng là dịp các con có cơ hội vui chơi và chăm sóc cha mẹ, sung sướng và hạnh phúc khi được cùng cha mẹ chia sẻ những câu chuyện trong gia đình. Nhân dịp này, Quang Lâm trích đọc đoạn văn bông hồng cài áo chia sẻ cùng các bạn trong thời gian dịch bệnh đang hoành hành khắp thế giới. Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được cằn cỗi, héo mòn. Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta. Những kẻ đã và đang có mẹ, đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: "Trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ." Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, ôm mẹ mà ngủ cho ấm, giận dỗi, hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con, chết sớm cũng vì con, để mẹ phải suốt đời bếp núc, vá mai, giặt rửa, dọn dẹp, và để mình bận rộn suốt đời, lên xuống ra vào lợi danh. Và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ, để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ thật như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ. Chiều nay, khi đi học về hoặc khi đi làm về, bạn hãy vào phòng bên mẹ, với một nụ cười thật trầm lặng, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi bạn sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên bạn. Cầm tay mẹ, bạn sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi bạn: "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng, bạn sẽ hỏi tiếp: "Mẹ, con biết là con thương mẹ không?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù người lớn 30-40 tuổi cũng có thể hỏi một câu như thế, bởi vì người là con của mẹ. Mẹ và bạn sẽ đều trở thành bất diệt, và ngày mai mẹ mất, bạn sẽ không hối hận, đau lòng. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lao, như xôi nếp một. Bạn không hưởng thụ thì uổng cho bạn. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Chia sẻ video này nhằm chia sẻ hạnh phúc cùng bạn khi còn được ở bên cạnh mẹ trong những ngày toàn nhân loại đang cùng chống virus Vũ Hán. Một điều lưu ý trước khi chia tay cùng các bạn, Quang Lâm không phải là nhà tâm lý đâu, chỉ là một chuyên viên bất động sản thôi. Thì quý khách có nhu cầu mua bán nhà, thành đô, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Tôi vui sướng đi, hãy cùng